Đức Phật lại bảo Địa Tạng Vương Bồ Tát, việc quảng độ xong rồi. Một khi hoàn tất việc cứu độ chúng sanh rộng lớn ấy, ông liền chứng quả Bồ Đề. Vậy thì lúc ấy là lúc nào? Bao giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát mới chứng được đạo quả Bồ Đề? Không có thời điểm chính xác, có thể là cho đến lúc cùng tận của đời vị lai. Như thế là Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ chẳng bao giờ chứng được Bồ Đề sao? Điều này thì quý vị khỏi phải bận tâm, bởi thật ra Địa Tạng Vương Bồ Tát đã chứng quả Bồ Đề từ nhiều kiếp lâu xa về trước rồi. Nếu chưa chứng đắc đạo quả Bồ Đề thì Ngài không thể nào có được thần lực và trí huệ quảng đại đến thế. Đây là một thứ cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, cho nên quý vị chớ lo rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ không khi nào chứng được Bồ Đề. Ngài đã chứng Bồ Đề từ lâu lắm rồi. Bây giờ Ngài chỉ còn đợi cho quý vị chứng quả Bồ Đề, đợi tôi chứng quả Bồ Đề và đợi cho tất cả chúng sanh đều chứng quả Bồ Đề nữa mà thôi. Do đó chúng ta cần phải tinh tấn dõng mãnh tu học để sớm chứng được đạo quả Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Tại sao chúng ta cần phải chứng Bồ Đề? Và chứng Bồ Đề để làm gì? Bồ Đề là phiên âm từ tiếng Phạn và được dịch là giác. Thế thì giác nghĩa là gì? Giác là tỉnh thức sáng suốt, không mê muội hồ đồ. Vừa rồi có người nói rằng giác tức là không còn vô minh. Đúng đấy, chúng ta phải mau mau đoạn trừ những vô minh của mình thì mới mong sớm chứng được đạo quả Bồ Đề. Hết phẩm 2.